động và tiếp nối sự lạc quan và yêu đời đó, chúng tôi sẽ cùng với quý vị kể về câu chuyện một người phụ nữ đã qua Việt Nam cách đây 29 năm, quyết định ở lại tại đây làm những điều phi thường để được thương yêu và yêu thương một cách trọn vẹn. Từ lúc lên 5 tuổi, cơn sốt bại liệt nó đã cướp đi đôi chân và đôi tay của mình. Hằng ngày chỉ có xoay quay quẩn trong nhà, qua khung cửa sổ, thấy những bạn bè cùng trang lứa đi học, đi chân bò, đi chơi. Mình rất là ao ước được giống như các bạn, nhưng mà mình biết rằng là sẽ không bao giờ được giống các bạn. Có nhiều lúc cũng nghĩ đến những con đường kết liễu cuộc đời, nhưng mà cuộc đời của mình nó đã thay đổi hoàn toàn khi mình được vào nhà may mắn. Tôi bị liệt hai chân và lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Lúc đó giấc mơ của tôi là được trở thành cô giáo mầm non. Nhưng mà tai nạn đã cướp đi giấc mơ của tôi. Tôi đã may mắn gặp được mẹ Tim tại Nha Trang. Mẹ đã cho tôi một cơ hội được tiếp tục giấc mơ. 505 tuổi thì ba bị tai nạn lao động, bị chấn thương cột sống. Gia đình của Trâm phải bán hết tài sản để có tiền để mà chữa trị cho ba. Biết được hoàn cảnh của gia đình Trâm, mẹ Tim đón nhận gia đình của mình đến ở nhà may mắn. Mẹ Tim không phải là cái người mà đẻ Trâm ra, nhưng là một cái người mà nuôi nấng và dạy dỗ Trâm từ lúc bé cho đến lúc Trâm mà trưởng thành. Duy bắt đầu từ một con số 0, học văn hóa, học ngoại ngữ, học tin học, học cách trở thành một con người có ích cho xã hội. Một bước ngoặt mà thay đổi hoàn toàn một con người của Duy. Mình có một công việc ổn định và hiện tại thì mình có cuộc sống rất là hạnh phúc. Mẹ nói tôi là con cứ vào nhà may mắn, mẹ sẽ giúp con làm những điều con chưa làm được. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam thì nhờ sự giúp đỡ của mẹ Tim, Trâm nhận được học bổng đi du học tại Mỹ. Kết thúc khóa học, Trâm đã quay về Việt Nam và tiếp tục đồng hành cùng mẹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật, trẻ mồ côi. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng đều có một điểm chung, họ là những người con trưởng thành từ nhà may mắn, là những người con của mẹ Tim. Mẹ Tim là tên gọi thân thương mà 700 hoàn cảnh sinh sống tại đây dành cho Aline Rebel, người phụ nữ mang dòng máu Thụy Sĩ này. Đến Việt Nam khi mới 20 tuổi, Aline tình cờ chứng kiến những em nhỏ lang thang cơ nhỡ đang gặp hoạn nạn. Cô gái trẻ tuổi khi ấy đã quyết định ở lại Việt Nam và cứ mang những mảnh đời kém may mắn. Dành suốt 30 năm cuộc đời để gắn bó với trẻ em mồ côi khuyết tật tại một đất nước xa lạ, Aline được Chủ tịch nước ký quyết định nhập quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Hoàng nữ Ngọc Tim. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với mẹ Tim. Chị ở Việt Nam đã lâu rồi nên nói tiếng Việt rất là giỏi. Mẹ Tim ơi! Cho con tố hỏi, khi mà nhìn thấy những người con của mình trưởng thành, thành đạt như vậy và quay trở lại giúp đỡ mái ấm của mình á, thì không biết mẹ Tim thấy thế nào ạ? Mẹ đã giúp cho con chắp cánh. Dù mình không có con sanh nhưng mà có nuôi dưỡng các bạn từ nhỏ và đến giờ này là các bạn đã trưởng thành và có một cuộc sống ổn định, thì đó là điều mà tất cả cha mẹ đều mong muốn. Vâng, khi mà quyết định nâng đỡ hay nuôi dưỡng một, hai bạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã là một câu chuyện rồi. Nhưng ở đây là hàng ngàn bạn nhỏ, chắc hẳn là cái cuộc hành trình đó có một cái sự khởi đầu rất là đặc biệt. Mẹ Tim hãy kể cho quý vị khán giả đi ạ. Bước đầu tiên thì mình chưa có biết là phải làm như thế nào hết. Vì không có tiền, phải chăm sóc cho rất là nhiều người thì phải kiếm tiền để nuôi mọi người. Rồi gặp những người khuyết tật bị bệnh thì phải tập làm y tá. Ngày xưa đa số là người bị chấn thương cột sống. Do đó là từ một người khỏe mạnh phải trở thành là một người tàn phế và không có thể đi lại được thì họ rất là chán đời á. Và thậm chí là họ muốn tự tử. Mình phải can thiệp vào,
phải cố gắng thuyết phục họ là cuộc đời này dù không còn cái đôi chân nhưng mà trong xuôi cũng có cái may và cuộc đời đáng sống. Mỗi người đều một số phận. Kim hiểu rằng là số phận của mình nó hơi đặc biệt so với những người khác, nhưng mà mình rất là vui vì đem lại nhiều hạnh phúc cho những người cần đến. Và công tố vừa nghe mẹ Tim nói là số phận. Có lẽ rằng là nếu mà gọi là số phận rồi thì hành trình này sẽ đi với mẹ Tim suốt cả cuộc đời. Và không biết được rằng là câu chuyện trong tương lai sẽ như thế nào đây. Mẹ Tim hãy chia sẻ với quý vị đi ạ. Mình sẽ cố gắng cống hiến cả thời gian còn lại cuộc đời của mình để tiếp tục phát triển cái công việc đang làm. Có nhiều khi sẽ mở ra những mái ấm, nhà may mắn ở vùng khác ở trong nước. Và về lâu về dài nữa thì Tim luôn luôn hy vọng là nhà may mắn sẽ tồn tại bằng cách là hiện giờ Tim cố gắng đào tạo giới trẻ, những đứa con đầu tiên của nhà mình như Trâm, như Duy và rất là nhiều người bạn khác để sau này là họ trở thành lãnh đạo của tương lai và nói tiếp công việc mình đang làm. Xin cảm ơn mẹ Tim, nụ cười thật là rạng ngời và tràn đầy tình yêu thương. Công tố xin thay mặt cho tất cả những người đang theo dõi chương trình cảm ơn cuộc đời chúc cho mẹ Tim, hơn 150 những cán bộ, những người hỗ trợ cho các em tại nhà may mắn và các bạn nhỏ tại đó thật là nhiều sức khỏe.